Thưa quý vị và các bạn, công tác xúc tiến thương mại tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước nói chung đã đang là nguồn vốn hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Việc đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, nâng cao hơn vai trò vị thế của các hiệp hội, trung tâm xúc tiến thương mại đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để góp phần tích cực vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và phát triển thị trường là một trong những mục tiêu trọng tâm của công tác xúc tiến thương mại tại khu vực miền Trung Tây Nguyên trong thời gian tới. Năm 2016, hoạt động xúc tiến thương mại tại các tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên diễn ra khá sôi động, chất lượng, hiệu quả cao, đóng góp tích cực vào công tác xúc tiến thương mại của cả nước. Cụ thể, năm 2016, tổng kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại khu vực là trên 26 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp đóng góp trên 19 tỷ đồng cho các hoạt động như là tổ chức hội chợ, triển lãm, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, tổ chức đoàn khảo sát và cung cấp thông tin thương mại trong và ngoài nước, đã thu hút 40.000 lượt doanh nghiệp tham gia. Từ nguồn hỗ trợ kinh phí này, nhiều địa phương đã tổ chức được những hội chợ có quy mô tương đối lớn, có sự gắn kết giữa các địa phương có chung thế mạnh cũng như là thu hút được sự tham gia của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng được thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng. Trong thời gian qua, thì tất cả các sở công thương cũng đã cùng phối hợp chỉ đạo cùng với các trung tâm xúc tiến thương mại các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại đạt những kết quả nhất định. Và trong quá trình triển khai nhiệm vụ thì các địa phương cũng đã có rất nhiều nỗ lực, có những giải pháp sáng tạo trong cái điều kiện nguồn lực hết sức khó khăn để thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu quả cao nhất, hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Và trên thực tế chúng ta có thể thấy trong đó có những cái sáng kiến như là tổ chức các hoạt động giới thiệu hàng Việt qua biên giới, các việc kết nối với các hoạt động phát triển du lịch hay là kết nối với các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng, thế rồi phát triển thương hiệu của sản phẩm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Công tác xúc tiến thương mại năm 2016 đã ghi nhận được các hoạt động với con số 62 hội chợ trong và ngoài nước, thu hút được hơn 2.000 lượt doanh nghiệp tham gia, 25 lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ kỹ năng xúc tiến thương mại, 8 đoàn khảo sát thị trường trong và ngoài nước cho doanh nghiệp. Tuy nhiên chưa phải là nhiều so với nhu cầu thực tế, song đã cho thấy các trung tâm xúc tiến thương mại đã phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp địa phương trong hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, quảng bá ngành hàng địa phương đối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. 2016 thì trung tâm xúc tiến thương mại của Sở Công Thương đã thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, cũng đã thực hiện là 4 cái phiên hàng Việt về nông thôn. Thì qua giữa các phiên hàng Việt thì cũng được cái cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng ở vùng sâu vùng xa hưởng ứng rất là nhiệt tình. Thì qua đó tạo cái cơ hội giữa người bán và người mua gặp nhau để trao đổi các cái sản phẩm hàng hóa, và bước đầu thì cũng có nhiều cái kết quả rất là khả quan. Tuy nhiên, mặc dù đã đạt được những kết quả, nhưng hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian qua tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, như chưa có cơ chế chính sách dành riêng cho hoạt động xúc tiến thương mại. Một số chính sách chưa thật sự phù hợp với đặc điểm năng lực doanh nghiệp của từng địa phương. Cần trung ương hỗ trợ cho tỉnh vấn đề là kết nối cung cầu giữa các vùng miền, đặc biệt là trong tỉnh, để mà vươn ra ngoài tỉnh và hơn xa nữa là ra nước ngoài. Đồng thời là tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Vấn đề tạo điều kiện nó có nhiều, tức là vấn đề là về cái hỗ trợ về các cái thủ tục, các cái chứng từ và các cái thông báo hay là những cái gì cụ thể để doanh nghiệp họ có kế hoạch, họ sắp xếp. Mới đây tại Đắk Lắk, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại 2017 khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại hội nghị này, đại diện các trung tâm xúc tiến thương mại khu vực đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp như việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dành cho hoạt động xúc tiến thương mại, việc đổi mới sáng tạo về hình thức xúc tiến thương mại gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, của thị trường, thực hiện quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, trong đó chú trọng quản lý chất lượng hàng hóa tham gia hội chợ triển lãm thương mại, nâng cao tính chuyên nghiệp và năng lực xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại để đưa công tác xúc tiến thương mại ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành công thương trong năm 2017 và những năm tiếp theo.